giới thiệu anh em một chiếc Ford Everest mà có thể là độ rất nhiều cái gói độ cao cấp mà nó lại hợp lý để đưa lên cho anh em xem nha. Những cái gói như là phim cách nhiệt các thứ, Android Book thì thôi mình sẽ nói ở video, ở phía sau của video. Còn đầu tiên muốn đưa đến anh em nhấn mạnh đầu tiên ở xe này. Đây, một bộ phuộc. Phuộc ten in anh em này. Nếu như mà anh em gọi là yêu xe, trải nghiệm xe sâu một tí thì anh em sẽ biết đến món độ này nhiều hơn. Đấy, nó sẽ giúp gọi là lôm na cho anh em là nó là cái giảm sóc ấy, khi mà anh em đi xe mình có cái cảm giác bị bồng bềnh này, hoặc anh em đi vào ổ gà hay là đi vào những cái gờ cao, hoặc thậm chí là xe bay lên rơi xuống thì nó rất là bồng bềnh, hoặc là người trong xe bị rung lắc kiểu như là lắc như lắc cúc nước ấy. Đôi khi là người bị ghì thụt xuống này, xong là lại bật lên đột ngột mà đầu nó chạm vào trần, thì đấy là những cái trải nghiệm mà khi mà anh em đi xe bị bồng bềnh, mà đặc biệt là cái đấy nó xuất hiện nhiều trên dòng xe Hàn, đặc biệt là những chiếc như là Sedona hoặc là Kia Carnival, những chiếc xe mà khoảng sáng gầm nó thấp ấy. Đấy, thì cái phuộc này gọi là nói lôm na cho anh em là như thế, nó sẽ giúp anh em hoạt động êm ái hơn này. Và đặc biệt là cái công nghệ HBS trên chiếc phuộc này, nó là công nghệ ở trên những cái chiếc xe đua trang bị. Khi mà người ta đi qua những cái gờ giảm tốc, nó tốc độ cao, nó vượt bay sang đến cách đến 5m, khi mà xe rơi tiếp xuống đường ấy, thì gần như là cái thân xe này nó gần như là nó giảm chấn đảm bảo toàn bộ luôn này, nó không có sự di chuyển. Đấy là công dụng cái phuộc mang lại anh em nhá. Và cái phuộc này thì nó cải tiến thông minh nữa là nó có cái chỉnh đường dầu hồi các cấp độ cứng mềm khác nhau, con này 16 cấp, chỉnh thủ công bằng tay, và thêm một cái cải tiến nữa là có bộ remote chỉnh bằng điện tử. Anh em sẽ để ở trên vị trí lái xe này để khi anh em đi tùy vào cung đường ấy, thì anh em sẽ chỉnh từ cứng đến mềm sao cho nó phù hợp. Và cái phuộc này thì đảm bảo anh em mà lắp vào thì đi đúng như là kiểu ngồi trên du thuyền luôn. Ở ngoài sóc thoải mái, bên trong không thấy gì, nhún nhảy vô tư luôn. Đấy, bộ phuộc này thì nó cũng chỉ khoảng 30 triệu thôi anh em nhá. Anh em mà quan tâm đến vận hành êm ái của xe thì anh em trang bị 4 phuộc và giảm sóc, nó cũng sẽ nâng cái khoảng sáng gầm của xe lên đến khoảng 4cm nữa. 4cm thì nó sẽ phù hợp khi mà anh em những cái chiếc xe sang, đặc biệt là như mình vừa nhắc đến Calibo ấy, anh em dán chống ồn này, anh em làm sàn đá carbon thì cái độ lặng nó sẽ làm cái giảm sóc zin của xe nó thấp xuống phải mất 5 phân đấy. Thì chắc chắn là khi anh em độ đấy thì phải nắp phuộc rồi, nếu không nắp phuộc thì nó sẽ đít rất là nhiều, và đặc biệt là đi trong đấy thì nó cực kỳ là rung lắc. Đấy là về phần phuộc anh em nhá. Còn anh em muốn tư vấn chi tiết hơn thì anh em cứ alo cho em sẽ tư vấn chi tiết cho anh em là nguyên lý cấu tạo con phuộc này như nào này, nó có đường dầu hồi hay là vặn bao nhiêu lắc, cách chỉnh, cách nắp thì bên em là chuyên rồi, thì sẽ dành ở video chi tiết, còn đây sẽ giới thiệu qua. Ok, ngoài cái bộ phuộc ra thì sẽ quay về đi lại chi tiết cho anh em về gói độ của chiếc Everest này. Vẫn là cơ bản thôi, bộ body anh em đang nhìn ở trước mắt đây này sẽ bao gồm là mặt ca lăng chữ for kéo dài này. Đấy, chữ for to nhá, nó kiểu có giáp to đấy. Đấy, và con này có đèn anh em nhá, mình sẽ bật máy lên này. Đây là chiếc, đấy anh em xem này, nó sẽ có đèn định vị, nhìn trông nó khỏe khoắn, chiều sâu và kiểu trông nó rất là nghịch ngợm một chút, ngầu đấy anh em ạ. Thêm nữa là chiếc mặt ca lăng rồi này, đây là bộ body của Victor, hàng Thái Lan nha, được lắp zin trong xe, em quay một góc nào mà có thể nhìn thấy trọn vẻ đẹp của cái bộ body này. Đấy, em quay kỹ đây này. Đấy, tất cả nó sẽ là ốp zin luôn anh em nha, trông nó rất là khỏe và đẹp. Nhưng mà có một lưu ý, em quay gần đây anh chút, một cái lưu ý là cái này là nó về cái màu sắc, đây là màu sơn zin của xe, còn đây là màu của cái bộ body mà khi mà mua nó là mộc và phải sơn thêm.
nên là những cái xe tối màu thì nó gần như là trùm rất là 99-100% rồi. Nhưng mà đặc biệt là chiếc xe màu trắng này là khi mà khách hàng lắp hoặc là anh em sale tư vấn khách hàng thì cũng phải đưa rõ cho các bác ý là sơn nó ban đầu lắp ấy nó không được chuẩn 100%, nó sẽ có một độ mới cũ tương đồng tương lệch nó khác nhau một chút, và để đi một thời gian thì nó xuống màu thì nó sẽ đều dần, nhưng mà chắc chắn là nó không được chuẩn màu như màu zin được. Nên là đây là một điểm duy nhất để anh em lưu ý là có lên nắp cái bộ body mà dành cho xe màu trắng hay không anh em nhá. Bộ body này thì full đằng trước và sau bên mình cũng thi công đến khách hàng khoảng 25 triệu. Đấy, gói độ xe này thì tầm 250 triệu. Thì phù hợp này, body và phim cách nhiệt thì con này cũng tốn, em đứng bên này nha, để anh sang kia mở cửa. Em bây giờ mở cửa bên này đi. Bộ body và phụ mình vừa tư vấn anh em rồi, và đi ở trong xe này thì vẫn là rất là nhiều công nghệ. Đầu tiên là bộ Android Book này. Đấy, chiếc màn hình zin của dòng Ford này thì anh em biết rồi. Thứ nhất là đầu tiên là nó chưa thể thay thế được, và nó cũng rất là đẹp rồi thì cũng không cần phải thay, anh em chỉ cần cắm một cục Android Book vào. Cục này là của hãng ZTEC anh em nhá, phiên bản DX14 Plus, phiên bản RAM 8 cao cấp nhất, giá 10,5 triệu. Ngoài ra nếu như mà anh em trải nghiệm thấp hơn thì mình cũng còn rất nhiều những lựa chọn khác, ví dụ như DX265 nó chỉ 6,5 triệu thôi, và nó cũng RAM 4 để anh em thi công các thứ nó anh em sử dụng nó mượt mà hơn. Đây, và khi anh em cắm vào nha, nó sẽ có tất cả các ứng dụng này, bản đồ Việt Map, con này bên mình tặng kèm Việt Map Lite luôn, cảnh báo tốc độ giao thông để khi mà anh em đi trên đường ấy, nó sẽ cho anh em cái lộ trình chính xác đến 99,9%, tốc độ giới hạn bao nhiêu này, biển báo giao thông hoặc là khu vực có camera theo dõi phạt nguội thì tất cả nó sẽ thể hiện ở đây cho anh em. Và lộ trình anh em dù là người thuộc đường hay là người lái mới thì cứ đi theo bản đồ này là yên tâm, bên mình cũng trải nghiệm rất là nhiều rồi, có những cung đường rất là nạ, cứ đi theo bản đồ này tốc độ cho phép là đi đến nơi về đến chốn luôn anh em ạ. Thêm nữa thì nó sẽ ngoài cái bản đồ ra thì anh em sẽ dùng YouTube rồi ra lệnh giọng nói các thứ thì đầy đủ hết rồi. Đây bản đồ này. Đấy. Và tất cả là hệ thống âm thanh thì nó sẽ giữ lại nguyên bản âm ni của xe anh em nhá. Đây anh em chỉ cần chỉnh volume tăng giảm từ tất cả là trên này luôn. Rồi. Thêm nữa là camera hành trình được tặng kèm này. Con này là ZTEC C08, nó sẽ giúp anh em quay ghi hành trình ngay cả khi tắt máy nha, giám sát đỗ xe 24/24. Và sau book thì là giới thiệu anh em là bộ phim cách nhiệt này. Con này là gói 3M Quick Show Light, gói phim thương gia. Và nó cũng hơi tốn kém đây vì con này là cửa sổ trời panorama anh em ạ. Gói thương gia xe 7 chỗ này là 17 triệu này, cộng cửa sổ trời panorama nó sẽ bằng 1,5 m phim, khoảng 3 tấm kính sườn này và 3,9 triệu nữa là tổng là khoảng 21 triệu. Nhưng mà anh em được chiết khấu 20% thì giá nó tương đối là ổn anh em nhá. Đấy, và những cái điểm chữ 3M nhỏ này là nó để giúp anh em nhận thấy bằng mắt, xác định là phim chính hãng. Vì là những cái hãng mà làm nhái thì nó cũng phải in là chữ 3M to này, hoặc là in quy cách kiểu khác, hoặc là in chữ 5M các kiểu. Còn đâu đấy là chỉ là xem qua thôi. Còn anh em đến dán phim thì cứ chọn cái đơn vị mà được đứng điểm chính hãng của phim 3M là một. Và khi anh em dán thì cam kết có bảo hành điện tử gửi từ hãng về trực tiếp cho email cho anh em. Thì cái đấy là chắc chắn là không thể trà trộn hàng nhái vào được. Và thêm nữa là anh em đi dán phim thì cứ quan tâm máy đo chỉ số, máy đo nhiệt lượng loại bỏ rồi ngăn cản tia hồng ngoại các thứ đầy đủ thì nó sẽ cho một tấm phim tốt nhất trên xe anh em nhá. Rồi, sau phim cách nhiệt nữa thì thôi giới thiệu tiếp bộ thảm sàn đi. Bộ để đây là bộ thảm sàn may đo của Lavo anh em này. Và cái này nó là màu đen anh em nhá. Cái này màu đen này thì anh em nhìn cái chốt cài này mình có thể nhấc lên được. Đấy, nhấc lên và khi anh em sử dụng thì nó sẽ dẫm chân này nó sẽ bẩn thôi. Đấy, các bác nhấc lên và rửa xe xì, giặt nước, giặt thoải mái luôn, không thấm. Mà không thấm hút thì chắc chắn là nó sẽ không bị sinh mùi rồi. Đấy, rất là sạch và bảo vệ môi trường cũng như là bảo vệ sức khỏe cho chủ xe và gia đình. Bên dưới thì còn một tấm thảm nữa.
Cái sàn này thì nó được may đo cắt CNC theo từng xe luôn nên là kín 100%. Anh em có bụi bẩn hay là thậm chí là không may đổ nước ra đây đi chăng nữa nhá, thì nó cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần mình lau chùi hút bụi giặt đi thì nó lại trả lại không gian như mới luôn. Đấy là bộ thảm sàn Navo này. Cảm giác nhìn nó khít zin theo xe, rất là luxury anh em ạ. Bộ này trang bị cho xe 7 chỗ thì nó tầm 5 triệu 8 này anh em ạ. Chưa tính cái cốp và ốp đựng đằng sau. Rồi, cái mà muốn giới thiệu thêm anh em nữa là cái gói loa 120 triệu ở trên chiếc Ford Everest. Thì thật sự là phải là một người yêu xe và yêu âm thanh thì anh em mới trang bị đến gói loa như vậy. Còn thật ra loa cơ bản anh em lắp thêm quả súp nó cũng đủ nghe rồi. Đấy, ba quay đằng trước này, một loa bass, một mid và một treble của Foco. Foco này là hàng Flat Evo của Pháp luôn anh em nha. Mà đây là chơi ba quay đằng trước này và cả ba quay đằng sau, tức là hai lần độ. Và để mà vận hành được cái hệ thống âm thanh Foco này thì phải dùng một con âm một con DSP 12 kênh. DSP nó cảm giác nó như là một cái người nhạc trưởng ấy anh em ạ. Nó sẽ phân công xem là ông này hát bài gì, hay là ông này đánh cái nhạc cụ gì, hay là tiếng sáo, tiếng ca sĩ, đủ thể loại luôn. Đấy là DSP. Còn thêm nữa là phải dùng 4 con âm ni 4 kênh để đánh active cho từng vế loa. Và thêm nữa một quả loa súp đằng sau kia nữa là phải dùng một con âm ni mono kéo súp riêng. Thì mình sẽ quay đi xuống để xem chi tiết về bộ loa anh em nha. Đây. Đây là khu vực mà chủ xe cũng hy sinh cái chỗ để đồ để mình phô cái dàn loa ra cho anh em xem này. Nếu như anh em mà không muốn phô loa ra nha thì mình vẫn có những cái giải pháp mà để vào vị trí loa súp zin của xe. Nhưng mà bác em muốn phô ra thì đây là vị trí quả súp hơi này. Đấy, được anh em kỹ thuật viên đổ khuôn này rồi bọc ra, tất cả là thủ công 100%, mà sau khi mà lên hình thì nó được như này anh em ạ. Đấy, đánh thì nó phê luôn. Tí mình sẽ chèn một đoạn video về bài nhạc của xe này vào anh em nhá. Đây là hệ thống bộ xử lý này. Em quay đây anh giúp. DSP và âm ly, rồi hệ thống AV cũng như là hệ thống dây nguồn tiêu chuẩn theo hãng độ âm thanh anh em nha. Dây nguồn, số gao, cầu chì chống cháy các thứ rất là đầy đủ. Cái này phải ăn học đầy đủ rõ ràng thì mới làm được anh em ạ, chứ không làm bừa được đâu. Đấy, rất là ok luôn. Và cái gói này là 120 triệu. Đây này, tất cả những cái bảng cầu chì anh em này, ký hiệu 12V hay là GLD hay là súp, cái nào là FRML rồi súp 2, súp lao là có hết anh em nhé. Rất là chi tiết luôn. Để làm được cái này anh em cần phải đào tạo bài bản và cũng phải yêu nghề tỉ mỉ khéo tay nữa thì mới làm được anh em ạ. Đấy, thêm nữa là đây, quay tiện vừa lấy giới thiệu bộ thảm sàn thì giới thiệu anh em những cái đằng sau này là lưng ghế này. Lưng ghế và cốp cũng được là ốp thảm của Lavo luôn, rất là chắc chắn và đẹp. Tổng thể chiếc xe này rất đẳng cấp luôn. Thêm nữa mình vừa chưa giới thiệu là cái bộ chip chân ga cho Everest này, anh em mà đang đi xe này có thể nghiên cứu. Khi mà anh em đạp nó xảy ra cái độ trễ xe không được bốc ấy thì cắm bộ đấy vào, nó sẽ giảm cái delay cho anh em nhá. Rồi em đi lên đầu xe giúp anh chút. Đây là cái body đằng sau này, em quay cho anh em này. Đấy, body Victor đằng sau anh em nhá. Rồi, phía còn lại là cái phần nóc này này. Phần nóc của xe nó là màu trắng. Và bên mình có dán cho anh ấy chiếc chuyển sang lóc và vai thể thao màu sang màu đen. Thì nó nhìn cái xe nó kiểu tách biệt hai màu, nó khỏe khoắn và sport hơn. Nó sẽ thể thao hơn anh em nhá. Đấy, như vậy là mình vừa review tổng thể gói độ 250 triệu cho Ford Everest. Nó gồm có những gì đặc biệt là cuộc này, body này, dán phim, gói độ loa 120 triệu rồi Android Book hay là cam hành trình, cảm biến chip chân ga. Anh em đang có ý định độ xe này, anh em xem video ủng hộ kênh nhá. Và nếu anh em cần tư vấn trực tiếp thì anh em liên hệ em
kỹ thuật trưởng ở Trung Auto chuyên phụ trách về những cái gói độ xe lâng đời cao cấp này. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video.